Sau đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại Nguyện đường Santa Marta. Anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, tường thuật phép lạ của Chúa Giêsu làm cho đứa con trai duy nhất của bà quá sống lại. Chúa Giêsu có uy tín trước mặt dân chúng, không vì những giáo lý Ngài giảng dạy, điều mà cũng gần giống với những người khác, nhưng bởi vì Ngài khiêm tốn và từ tâm, Ngài không gắt gỏng, rầy la, Ngài không nói rằng ta là đấng Mêsia, ta là tiên tri, Ngài không đánh trống khua chiêng khi chữa lành cho người khác, khi rao giảng cho đám đông hay khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Không, Ngài khiêm tốn, Ngài thường làm như thế, và Ngài gần gũi dân chúng. Ngược lại, các tiến sĩ luật dạy dỗ từ bàn giấy và xa cách dân chúng. Họ không quan tâm đám dân này. Họ chỉ đưa ra những luật lệ lên tới hơn 300 điều, nhưng họ không gần gũi với dân chúng. Trong tin mừng, khi Chúa Giêsu không ở cùng với dân chúng, Ngài đã ở cùng với Chúa Cha để cầu nguyện. Về phần lớn thời gian trong cuộc đời của mình, trong đời sống công khai, Ngài băng qua những nẻo đường cùng với dân chúng. Sự gần gũi chính là sự khiêm tốn của Chúa Giêsu. Sự khiêm tốn mang lại uy tín và mang Ngài gần gũi với dân chúng. Ngài đụng chạm họ, ôm lấy họ, nhìn vào đôi mắt họ, lắng nghe họ, gần gũi, và điều này mang đến cho Ngài sự uy tín. Trong đoạn tin mừng, Thánh Luca nhấn mạnh đến lòng trắc ẩn lớn lao mà Chúa Giêsu đã thể hiện khi Ngài nhìn thấy bà quá cô đơn và đứa con đã chết. Ngài có khả năng đau khổ với, chứ không phải là lý thuyết suông. Có thể nói Ngài đã suy nghĩ với con tim, chứ không làm việc với cái đầu mà không có con tim. Có hai nét chính yếu của sự cảm thương này mà tôi muốn nhấn mạnh, đó là sự hiền lành và ân cần. Chúa Giêsu nói, hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Sự hiền lành của con tim, Ngài hiền lành không gắt gỏng, không rầy la. Ngài không đánh phạt dân chúng, Ngài luôn luôn hiền lành. Chúa Giêsu có tức giận không? Có chứ. Khi Ngài nhìn thấy nhà của Thiên Chúa bị biến thành nơi buôn bán, nơi đổi tiền, lúc đó Ngài đã tức giận. Ngài lấy dây thần và đuổi những người buôn bán ra bên ngoài. Nhưng Ngài có sứ mạng ấy bởi vì Ngài yêu Chúa Cha, và bởi trước mặt Chúa Cha Ngài khiêm nhường. Sự ân cần của Chúa Giêsu không phải là đứng xa xa mà nói, bà đừng khóc nữa. Không, Ngài tiến lại gần. Có thể Ngài đã chạm vào vai bà, có thể Ngài đã vỗ về bà, đừng khóc. Chúa Giêsu là thế đó, và Chúa Giêsu cũng làm điều này với chúng ta vì Ngài gần gũi, Ngài ở giữa dân chúng, Ngài là mục tử. Hành động khác của sự ân cần là việc dẫn chàng thanh niên lại cho bà mẹ. Nói tóm lại, sự hiền lành và khiêm nhường của con tim chính là sự gần gũi với dân chúng, với khả năng đau khổ và cảm thương, và với hai đặc nét của sự hiền lành và ân cần. Chúa Giêsu là thế đó, và Ngài cũng làm với tất cả chúng ta khi Ngài tiến đến gần và làm điều Ngài đã từng làm với chàng trai và bà quá. Đây là mẫu gương của người mục tử, và chúng ta, những người mục tử, cần phải học điều này, gần gũi với dân chúng, không phải với những nhóm người quyền lực hay những người sống lý thuyết. Những điều này làm tâm hồn chúng ta bị nhiễm độc, nó không tốt cho chúng ta. Vì thế người mục tử phải có khả năng uy tín như Chúa Giêsu, đó là sự khiêm tốn, sự hiền lành, sự gần gũi và khả năng cảm thương và ân cần. Khi dân chúng tố cáo Ngài trong ngày thứ sáu tuần thánh, và khi họ hô to đóng đinh nó đi, Ngài im lặng vì Ngài có lòng cảm thương với những con người bị sức mạnh của tiền bạc và quyền bính mê hoặc. Ngài im lặng, Ngài cầu nguyện. Trong những giờ phút khó khăn, trong những giờ phút mà ma quỷ được mở xích, lúc người mục tử bị tố cáo, thậm chí bị sự giữ, kẻ tố cáo từ nhiều người, từ kẻ có quyền,
người mục tử đau khổ nhưng vẫn dâng hiến đời mình và cầu nguyện. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện. Cầu nguyện mang lại cho Ngài sự dũng cảm, can trường khi tới thập giá. Và thậm chí ở đó, Ngài vẫn có khả năng gần gũi và chữa lành tâm hồn của tên trộm. Hôm nay chúng ta đọc lại bản văn này, chương thứ 7, Tin mừng theo Thánh Luca, và thấy rằng đâu là uy tín của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy xin ân sủng để tất cả chúng ta, những người mục tử có uy tín này, thứ uy tín do ân sủng của Thánh Thần.